Ở đây là cái thương hiệu Tata. Mình sẽ sờ vào một cái cửa có cái trị giá là khoảng 1,6 vạn, tức là nó sẽ phải khoảng tầm gần 50 triệu. Nhưng vấn đề ở đây mình cũng chẳng biết là đẹp thì đẹp thật, nhưng mà không biết là có cái gì mà đến tận 50 triệu. Thì chiều cao nó sẽ không giới hạn, tức là cái giá này sẽ tính không tính theo chiều cao mà sẽ tính theo bộ. Đây là cái thứ nhất. Thứ hai là cái điểm khác biệt mà mình tìm ra được ở đây là cái chất liệu này bằng kính này, nó sẽ phủ cái lớp kính ở trên này và ở lớp ngoài sẽ có chống bám vân tay. Anh ơi, 4,5 đồng ý rồi. Còn cái tay nắm cửa này thì ở bên ngoài sẽ không khóa được, còn ở bên trong thì sẽ khóa được và có cái mở khóa an toàn ở dưới. Các cái chi tiết khung này nó cũng rất tốt. Theo anh là vẫn cho tham khảo, tức là mình cũng muốn chọn nó rồi, em cứ bày tỏ quan điểm đi. Còn mình cũng sẽ không mặc cảm nữa, em bảo nó như thế. Thì nó cho mình thêm thời gian để suy nghĩ. Bởi vì cái ngân sách vẫn đang hơi quá so với cái ban đầu mình dự tính mà. Còn nó như thế là nó cũng mình cũng không ý kiến gì thêm nữa. Nhưng mà nó đẹp. Thứ hai là cái hệ thống màu của cái kính này, nó có khoảng hơn chục màu tha hồ chọn. Này, các cái chi tiết nó gọt rũa rất là ngon nghẻ. Và mình đang cố gắng để tìm làm sao ra cái chi tiết vì sao mà nó lại đắt đến thế. Và tất nhiên là nó sẽ có rất là nhiều các loại tiêu chuẩn ở trong này. Ví dụ như là chống cháy rồi chịu lực. Đây, nhìn cái chi tiết gọt rũa này của nó tuyệt vời. Kể cả là cái tay nắm cửa, cái hệ khóa này của nó chắc của nó êm. Thật, có cái gioăm cao su này, gioăm cao su này nó cũng khác. Nói chung là cái hệ cửa này nó khác hoàn toàn. Thứ ba nữa là về cái độ mỏng, cái độ mỏng của nó, độ mỏng của cái cửa này chỉ rơi vào tầm chưa đến 10 phân. Còn đây khả năng là chất liệu nhôm, nhôm hoặc là hợp kim gì đó, nói chung là rất là cứng và chắc. Thì nhìn tổng quan thì ngoài đắt ra thì nhìn nó đẹp, màu nó rất là sâu, các chi tiết gọt rũa thì tuyệt vời. Nhìn góc cạnh điểm bo phối màu này. Thứ nhất là sờ vào chống bám vân tay, chi tiết thừa gần như không có. Kính này tiêu chuẩn CCC, kinh điển thật. Nó còn có một cái ngon ở chỗ này, chỗ này nó bo góc và theo như quảng cáo của ông Tata ở đây, đây là thương hiệu thuần Trung Quốc luôn đấy, thì ở đây nó có chức năng chặn sáng mà không cần phải có một cái che ở đây, tức là mình đóng cửa vào sẽ không nhìn thấy ở bên trong nó đang sáng. Mình không biết nó làm bằng cách nào. Lạ thật. Còn bình thường mấy cái cửa bây giờ nó có cái chặn sáng, nhưng mà nó sẽ mở ra thì nó sẽ co lên, còn đóng vào thì nó sẽ thụt xuống. Ở bên trong mình có thể chọn được một cái màu khác. Cái màu bên trong cũng là kính. Đây, bạn có thể nhìn thấy cái lớp kính nó phủ qua cái lớp này, một lớp kính mờ. Đây là chất lượng kính. Nói chung là cái này có lẽ là nó đắt ở cái chế tác và chi tiết.